Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin không thể bỏ qua. Thủ tướng quán triệt bài viết của Tổng Bí thư phát huy hơn nữa trách nhiệm. Sáng ngày 1 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ tháng 1, tháng đầu tiên của năm 2024, phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng cho biết nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có bài viết với tiêu đề tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của đảng quyết tâm xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh văn minh văn hiến và anh hùng Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt bài viết rất quan trọng này, qua đó nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của mỗi người dân, sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tiếp tục khẳng định những thành tựu, kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển nhân dịp 100 năm thành lập đảng. Trong tháng 1 vừa qua, thế giới tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bất định. Tình hình về tổng thể là hòa bình, nhưng cục bộ vẫn có chiến tranh, tổng thể là hòa hoãn, nhưng cục bộ vẫn căng thẳng, tổng thể là ổn định, nhưng các cục bộ vẫn có xung đột. Trong báo cáo cập nhật tháng 1 năm 2024, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 từ mức 2,9% lên mức 3,1%, trong khi Liên Hợp Quốc dự báo chỉ tăng 2,4%. Ở trong nước, ngoài những yếu tố thuận lợi như nền tảng kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các chỉ số tương đối tốt nên kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức. Tháng 1 vừa qua cũng diễn ra nhiều sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại quan trọng, các kỳ họp bất thường Trung ương Quốc hội, trong đó Quốc hội đã xem xét, biểu quyết thông qua hai luật, hai nghị quyết ngay sau hội nghị chính phủ với địa phương ngày 5 tháng 1, chính phủ đã ban hành nghị quyết số 01 và 02 yêu cầu bộ ngành địa phương xây dựng ban hành kế hoạch triển khai các nghị quyết này. Theo Thủ tướng, tình hình kinh tế xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, đạt được những kết quả quan trọng đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm tăng trưởng được thúc đẩy các khu vực nông nghiệp công nghiệp dịch vụ đều có tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, quy hoạch, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, tích cực chuẩn bị cho nhân dân vui xuân đón Tết, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, tăng cường, đối ngoại được đẩy mạnh, Việt Nam đón nhiều lãnh đạo các nước, lãnh đạo đảng nhà nước có nhiều hoạt động đối ngoại thành công, uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao. Nhiệm vụ đặt ra cho tháng 2 và thời gian tới là rất nặng nề. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành phát huy tinh thần vào cuộc ngay từ đầu, tháng đầu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, giải pháp trong quý 1 đến năm 2024 hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với kết quả phải tốt hơn năm 2023. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích kỹ lưỡng, đánh giá đúng tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm, có phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, hiệu quả, tập trung thảo luận nhiệm vụ, giải pháp để làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới. Các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới, sáng tạo. Cùng với đó là tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế nhiều hơn nữa, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng, thúc đẩy mạnh mẽ hơn phong trào đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, khai thác, phát huy tối đa nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Thủ tướng lưu ý, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là phải tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn đầm ấm, vui tươi nghĩa tình lành mạnh an toàn tiết kiệm bảo đảm mọi người mọi nhà đều có tết